căn villa góp này được bố tiên bàn giao cho tôi nhận ngày hôm nay thì rất là hài lòng với cái năng lực và uy tín của Noel sẽ được dần dần hoàn thiện và toàn bộ khu nhanh đẹp. 2-3 tuần tôi lại xuống đây một lần mà hầu như tuần nào đi xuống bị tắt đường kẹt xe đường cao tốc không mua, chứng tỏ là du lịch giải trí vui chơi ở khu vực cần thiết, nhất là Noel này ở sắc. Tôi cũng chơi góp được đến đây hôm nay cũng được 10 năm, cho nên là đợt này rất là khi sau khi mong muốn là có thể góp sớm và về đây sớm để có điều kiện nghỉ dưỡng và luyện tập góp trở lại. Mong muốn là sẽ về đây ở trước Tết. Bây giờ đi công nội thất chắc chừng 2 tháng là xong. Đầu năm mới này có nhà mới.